AI hoặc là VR hoặc là AR, nó đều là công nghệ hết, chứ không nhân tạo. Rồi AR VR là công nghệ thực tế ảo, hoặc là ví dụ những cái như là Metaverse, thì những cái như vậy sẽ giúp cho brand có thể làm được những cái game, những cái chương trình mà nó mang tính thời đại, để là để gọi là gì, mình gọi là làm cho người dùng cảm thấy hứng thú và họ thích cái sản phẩm của mình hơn, thì họ sẽ nhớ về sản phẩm của mình nhiều hơn. Rồi vậy giờ chị hỏi các bạn là các bạn biết MarTech với AdTech này là gì không? MarTech là những cái công nghệ phục vụ cho marketing, và cái chi phí này sẽ được marketing chi trả. Thì yes, tất cả những cái trên này là mình nói là marketing phải chi trả rồi, kể cả ví dụ như trade marketing, điểm bán hoặc là promotion scheme là đều là marketing á, mà ngân sách nó là thuộc và chia ra là thuộc marketing hay là thuộc trade marketing thôi các bạn, above the line hay below the line thôi. Vậy thì MarTech khi mà nói một cách đơn giản, các bạn chỉ nhớ cho chị trong đầu là gì, nói đến MarTech là CRM nè, AI nè, rồi chatbot nè. Điệp vừa trả lời là coi như là đúng luôn á, bingo luôn á, đúng không? Là MarTech là những cái ngân sách quảng cáo, những cái ngân sách dành cho quảng cáo mà phục vụ cho phần công nghệ. Công nghệ này ở đây sẽ phục vụ ngược lại cho kế hoạch marketing. Chị nói CRM, ví dụ các bạn thấy nhãn hàng sữa không? Đặc biệt là những nhãn hàng sữa bà bầu, ví dụ như là Fiso, Enmum, Enlin, họ có một cái hệ thống CRM để họ tích hợp, họ lưu hết tất cả data của người dùng. Có phải là mỗi một lần á mà bạn uống một lon sữa, bạn cào ra, bạn nạp vô hệ thống thì cứ tích điểm từ từ, cuối cùng là mình sẽ đổi được một món quà, có thể là một cái con gấu bông, có thể là một cái xe lắc cho em bé, hoặc là kể cả nhãn hàng tã được. Nói chung những cái mà dành cho mẹ và bé thì họ hay sử dụng những cái này nhiều. Thì họ sử dụng cái này thì họ phải có system, họ phải có hệ thống, rồi họ phải có người phân tích data, rồi họ phải có bộ phận CS để gọi điện chăm sóc khách hàng, đồng thời là nhiều khi link đến cái sàn thương mại điện tử để bán hàng luôn. Đó, thì MarTech là như vậy. Vậy thì AI là gì? Tiếp theo AI chatbot là gì? Những công nghệ đó nó không có sở hữu về data, nhưng nó là gì? Phục vụ cho chương trình kế hoạch. Ví dụ như Pepsi có ra một cái Pepsi Shop bán hàng tự động ở trên social. Vậy thì ở trên Pepsi Shop này chị phải xây dựng một con chatbot để có thể nói chuyện với lại các bạn. Chẳng hạn các bạn inbox là Pepsi ơi, tôi muốn mua sản phẩm này, tôi muốn mua sản phẩm kia. Thì con bot đó, Ashley là ở những cái giai đoạn đầu tiên khi mà vô chào hỏi với nhau là coi như con bot phải thay chị để có thể trả lời cho các bạn. Giống như bây giờ em coi những cái mẫu quảng cáo, để nói tiếp cái phần là chatbot. Các bạn coi thấy cái mẫu quảng cáo ở trên trên Facebook đi. Đôi khi nó không có phải là chatbot, nó chỉ set một cái tự động thôi. Nhưng mà bạn click vô trong tin nhắn, bạn hay nhận được một cái trả lời tự động đầu tiên đúng không? Thì trả lời đó chỉ là trả lời tự động, nhưng ai xây dựng chatbot đó là nó sẽ trả lời tiếp. Khi mà em cứ gõ cú pháp theo đúng cái hướng dẫn của con bot là nó sẽ đưa ra những cái nội dung tiếp theo cho mình, để mình có thể tìm hiểu thông tin. Và đến cái giai đoạn cuối cùng, chẳng hạn như là lúc này chị chốt đơn, thì các bạn CS mới nhảy vô chat. Tại vì trong một ngày khi mà mình chạy quảng cáo có rất rất là nhiều người cùng đi đến cái website của mình. Vậy thì khi mà họ đi đến như vậy rồi mà mình không có phục vụ kịp thì nó sẽ delay cái chuyện là trả lời. Mà rõ ràng là bây giờ trên social đúng không, công nghệ, các bạn thấy ai mà trả lời mình lâu quá là các bạn không có chờ. Giống như chị mua hàng á, nhiều bạn á chat, nghĩa là không phải chatbot mà các bạn nhân viên chat mà tự động mà chị chờ để chốt đơn, mà chat cứ nó trả lời chị một câu, xong một tiếng sau chị hỏi, xong vài câu, xong một tiếng sau lại trả lời một câu, thành ra nhiều khi cái đơn hàng chị mua từ sáng sớm mà chị mua đến chiều tối mới xong đơn hàng, mà ngay hôm sau mới giao, mà có những cái là mình cần giao gấp. Thì như vậy thì nó làm ảnh hưởng đến phần doanh thu. Nếu như có đội ngũ phục vụ tốt hơn thì doanh thu sẽ chạy được nhiều hơn, đúng không? Qua tiết kiệm cái thời gian là con người vận hành thì chatbot sẽ như vậy, phục vụ cho công chuyện là bán hàng của brand đó. Còn AI là gì? AI hoặc là VR hoặc là AR, nó đều là công nghệ hết, chứ không nhân tạo. Rồi AR VR là công nghệ thực tế ảo, hoặc là ví dụ những cái như là Metaverse, thì những cái như vậy sẽ giúp cho brand có thể làm được những cái game, những cái chương trình mà nó mang tính thời đại hơn, mình gọi là làm cho người dùng cảm thấy hứng thú và họ thích cái sản phẩm của mình hơn, thì họ sẽ nhớ về sản phẩm của mình nhiều hơn và họ engage với mình và họ nhớ. Thì trong đầu, chẳng hạn như bây giờ ngày hôm nay khi mà tham gia hội thảo này, cứ nghe chị Vivian nói cứ Pepsi cái bị lậm luôn, ngày mai đi đâu ra ngoài uống em sẽ không còn gọi Coca nữa, hãy mà thành ra gọi Pepsi. Giống như những cái khóa mà chị dạy cũng vậy, mấy chị cho làm bài tập đó, rip xong các bạn nói trời giờ trong đầu em chỉ có Pepsi thôi, em khi mà em ăn uống tiệc tùng là em nhớ đến Pepsi, em không còn nhớ đến những sản phẩm khác nữa đó. Thì là những cái như vậy để mình build brand love ha. Cuối cùng là đường đến La Mã cuối cùng là vẫn phải là tăng sale. Marketing làm gì làm mà số sale không về là coi như em cũng fail.
không bao giờ có performance tốt hết. Tại vì những chỉ số đó là business KPI, nó sẽ luôn gắn với từng người chúng ta. Kể cả như chị cũng vậy, chị không trực tiếp marketing nhưng mà chị làm những cái phần communication plan thì nó cũng nằm trong đó. Cái plan chị làm mà không đạt hiệu quả thì số cũng không có, thì cuối năm chị sẽ không có thưởng. Đó là như vậy. Rồi giờ mình nói đến AdTech. AdTech là chi phí mà trả cho gọi là hệ thống system. Thì ở đây được hiểu là gì? Chị không biết là các bạn học sâu đến cái đó hay không, mà chị nghĩ chắc là các bạn sẽ không được học sâu đến phần đó. Ví dụ như các bạn nào nghe đến chữ programmatic chưa, hoặc là các bạn nghe đến chữ ad network chưa, hoặc là ad serving, ad tracking. Thì thật ra là khi này sau này các bạn ra đi làm thì nghe nó hơi thiên về cái câu chuyện là execution kỹ thuật hơn. Thì những cái này á, là một cái hệ thống đơn vị thứ ba. À, nói về digital marketing còn một từ, một cái định nghĩa nữa để cho các bạn có thể nhớ là vậy nè. Khi mà mình nói về digital marketing á, là tôi chạy quảng cáo trên nền tảng internet và có thể đo đếm được real time, thực tế luôn nha. Đó, gọi là đo đếm được hành vi của người dùng thông qua thực tế. Thì những cái hệ thống như thế này sẽ giúp mình đo đếm. Mình hay dùng cái từ là tracking. Thì những hệ thống này khi chị sử dụng thì chị vẫn phải trả tiền. Chị vẫn phải trả tiền cho một cái đơn vị thứ ba để họ có thể đo lường được cho chị là quảng cáo của chị đó, chị tiếp cận bao nhiêu người, có bao nhiêu người click vào cái mẫu quảng cáo. Đó, thì là attack là như vậy. Thì cụ thể nhiều lắm, ví dụ hoặc là check những cái giống như là rank safety. Tất cả nói chung là digital khi em chạy thì em sẽ thấy nó rất là thông minh. Và nó có rất là nhiều thứ ở trong đó để em coi, em làm, em học. Chứ không phải nó chỉ là một phần. Chị share ở đây chỉ là một phần cho các bạn về nền tảng thôi. Chứ còn về chi tiết thì nhiều khi các bạn đi học với chị thì các bạn sẽ biết được nắm. Mà thậm chí là có những cái mà on-job training, thì nếu mà bạn không làm chung với chị thì bạn cũng sẽ không được share cái đó. Nhưng mà có thể bạn làm ở chỗ khác với những người khác, bạn cũng sẽ được share. Đó.